Hello mọi người, trên tay mình đây là Jabra Elite 85H, cái tai nghe full size portable sử dụng Bluetooth và có cái công nghệ Active Noise Cancellation của Jabra. Thì đối với Elite 85H này có hai điều mà các bạn phải để ý, đó là Jabra tự tin rất là nhiều vào cái pin của nó. Thứ nhất là pin của nó sạc một lần chạy được 32 tiếng đồng hồ. Mình chưa được kiểm chứng vì đây là một cái mẫu chỉ là mới là một cái mẫu thử nghiệm mà thôi, và họ sẽ bán ra vào khoảng tháng 4 năm nay. Thì con Jabra Elite 85H này nó sẽ có 6 cái microphone. Để làm chi? Để mà nó đã cho anh em chúng ta nói chuyện, chúng ta nghe gọi rõ ràng hơn, nói người ta nghe rõ ràng hơn. Thì đó là cũng là một cái thành tựu, cũng giống như là một cái truyền thống của Jabra, và cũng là một cái điều mà Jabra họ rất là tự hào đối với Elite 85H này. Tiếp tục nữa đó là cái tai nghe này nó có cái chức năng Active Noise Cancellation, cộng với cái chức năng của nó là nó có cái chức năng là Smart Sound. Thì cái Smart Sound Technology này nó là gì? Nó cũng giống như là những cái tai nghe khác, giống như là Ambient Sound của hoặc là Transparent Hearing của Sennheiser, hoặc là Ambient Noise của Sony thôi. Có nghĩa là nó thu cái tiếng ở bên ngoài vào và nó đưa vào bên trong của tai nghe. Chứ toàn bộ cái tai nghe này mình cảm thấy là cái chất lượng build của nó thật sự là nó không được tốt cho lắm, tại vì nó khá là lỏng lẻo và tất cả các chi tiết của nó là bằng nhựa. Ở phía trong này thì nó có một cái gọng thép thôi, nhưng mà cái gọng thép này mình thật sự là mình cũng không biết được nó có phải là thép hay không nữa, vì mình rờ vào thì nó rất là không được chắc chắn cho lắm. Cái bản lề này nó cũng không có gọi là có cái sức bật nữa nè. Mặc dù là nó làm bằng nhôm đó, nó làm bằng kim loại đó, nhưng mà mình có cảm giác là nếu như mà mình bật trong một thời gian dài thì cái này nó sẽ gãy, nó sẽ làm gãy cái headband ở trên này. Tiếng của con 85H này khá là tệ, rõ ràng luôn. Đối với tất cả những cái công nghệ, tất cả những cái tính năng, tất cả những cái mà Jabra có thể tự hào về nó, thì chất lượng âm thanh của nó là cái thứ mà tệ nhất mà mình có thể nói với anh em luôn. Nếu như anh em mua con này về để nghe nhạc, để coi phim, hoặc là để nhu cầu nghe chống điếc thôi thì ok. Đối với những cái người nào mà đòi hỏi nghe nhạc cho nó thiệt là tốt, cho nó thiệt là hay, bass, mid, treble hoặc là nó ngọt ngào, nó đầy đủ chi tiết, thì cái con Jabra 85H này không phải là miệng đất hứa đâu. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.